Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion và mình là Hồng Phong đến từ Coi 68. Rất vui được gặp lại các bạn trong một tập nữa của DeFi Discussion. Và ở trong cái số đất này thì chúng ta sẽ có một cái chủ đề vừa lạ mà vừa quen. Nhưng mà trước đó thì xin chào một gương mặt rất là quen thuộc của DeFi Discussion. Hello Nguyên. Hello Phong, hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới. Và một cái câu chào quen thuộc thôi, đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion. Rất vui khi có cơ hội để tiếp tục đồng hành với anh em trong những cái câu chuyện liên quan đến thị trường DeFi. Và không biết nói gì hơn thì cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho bọn mình trong tuần này. Yeah, và trước khi bắt đầu với cái câu chuyện của tuần này thì mình sẽ để xem các bạn có thể đoán được cái thứ mà mình sắp nói không nhé. Thì cách đây khoảng vài tuần thì cái công ty chủ quản đứng đằng sau đồng USDC ấy, USD Coin ấy, thì họ phát hành ra một cái đồng stablecoin được nêu giá vào đồng euro. Nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại thì thực ra thì chúng ta cũng không cần cái đồng coin đấy nữa, tại vì như các bạn đã biết thì đồng euro, 1 euro bây giờ sấp xỉ bằng 1 đô la rồi, cho nên là cái việc mà ra mắt cái sản phẩm đấy thì nó không có quá nhiều ý nghĩa nữa. Nhưng mà đó chỉ là một cái câu để mà cho các bạn thấy là cái tình hình hiện tại về cả macro lẫn những cái thứ mà chúng ta thấy ở trong thị trường nó đang biến động rất là nhiều. Và những cái chủ đề mà tưởng cũ nhưng mà đến khi mà nói lại thì nó vẫn rất là đáng quan tâm, đúng không? Đúng rồi. Và trong cái số ngày hôm nay thì mình sẽ nói về stablecoin. Yeah, nếu mà các bạn nghe đến stablecoin thì chắc là nghĩ là Coi 68 sao mà nói về stablecoin nhiều thế. Nhưng mà gì thì gì đó cũng là xương sống của thị trường crypto, và đó là một cái nền tảng vững chắc nhất khi mà tham gia thị trường, đúng không? Vậy thì chắc là hôm nay mình với Nguyên sẽ tiếp tục nói về stablecoin và hy vọng các bạn có thể có được một số cái insight hữu ích. Đầu tiên thì trước khi mà vào cái câu chuyện chính thì mình có một con số để các bạn có thể suy nghĩ. Đó là chỉ trong vòng 2 tháng thôi, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 12 tháng 7 năm 2022, tức là chỉ vòng 2 tháng vừa rồi á, thì tổng cung của Tether USDT là đồng coin, đồng stablecoin lớn nhất thế giới, đã giảm từ 83 tỷ đô xuống còn quanh quanh 66 tỷ đô, thì tương đương với mức giảm khoảng 20%. Thì không biết là Nguyên có thể giải thích là tại sao cái tổng cung của USDT nó lại giảm nhiều như vậy và nó có ảnh hưởng gì đến cái thị trường hiện tại không ạ? Trước hết thì mình nói về cái lý do tại sao mà mình giải thích thêm sâu hơn về cái lý do tại sao mà mình chọn nói về stablecoin trong tuần này ha. Thì như anh em cũng biết rồi thì cái tỷ giá giữa euro và USD thì nó cũng có rất là nhiều biến động thời gian gần đây. Song song đó thì những cái động thái nâng lãi suất từ phía Fed á, thì nó cũng phần nào góp phần giúp cái tức là nó đẩy cái nhu cầu cho USD lên cao. Thì đó là một trong những lý do mà bọn mình thấy là đây là một cái từ khóa mà cần đào sâu trong thời gian hiện tại và sắp tới. Nói câu chuyện macro thì nó hơi xa xôi và nó hơi rộng và nó khá là khó để lý giải chi tiết, nhưng mà mình sẽ đi sâu vào cái vấn đề của thị trường DeFi hiện tại. Cách đây khoảng 2 tuần thì bọn mình có làm một cái topic về 3AC. Thì anh em nào theo dõi cái tập tuần hôm đó thì cũng biết là cái thanh khoản ở thời điểm đó với thị trường nó rất là xấu, và việc mà người ta bắt đầu rút dần sang những cái thị trường khác, người ta rút, tức là người ta đem crypto, các cái đồng stablecoin á, người ta đem đi redeem ra những cái tài sản gốc, thì đó là một trong những lý do tại sao mà cái market cap của phần lớn các stablecoin, mà điển hình ở đây là Tether, thì nó bị giảm như vậy. Một trong những lý do khác đó là những cái food liên quan đến Tether thì cũng trong cái giai đoạn mà nó vừa nổ ra cái mình nhớ không nhầm là giai đoạn mà UST nó mới nổ ra thì Tether nó cũng bị food và nó cũng có một chút debate khỏi vùng 1 đô. Tuy nhiên là những cái food này thì sau đó nó tạm lắng xuống. Nhưng mà nó là một trong những lý do tại sao mà người ta cảm thấy là cái Tether hiện tại nó không an toàn, nên là cũng là một phần lý giải tại sao mà market cap của USDT nó giảm thời gian gần đây. Và cái câu chuyện mà USDT giảm thì về cơ bản là USDT vẫn được tạo ra theo cơ chế min burn thôi, đúng không? Nhưng mà nó là min burn theo kiểu 1-1 và dựa trên tài sản thật, chứ không phải là dùng thuật toán just me bro như là đồng USDT chẳng hạn đi. Nếu mà nói về cái câu chuyện
người ta cầm stablecoin á, thì có những người sẽ rút ra và đổi sang tài sản ở thế giới thật. Có những người thì lại muốn là gửi stablecoin vào lending. Nhưng mà trong cái câu chuyện là các nền tảng lending thì đang gặp cái vấn đề về thanh khoản, thì Nguyên cảm thấy là nếu mà bây giờ mà cầm stablecoin thì nó có ổn định được không? Hay là tốt nhất là mình nên cắt thẳng ra ngoài tiền ở fiat luôn? Mình nghĩ thì nó vẫn ok. Với USDC á, thì cũng song song với cái việc mà USDT bị phút, thì USDC nó cũng gặp rất là nhiều các cái thông tin đại loại là tiêu cực thời gian gần đây. Tuy nhiên là phía Circle thì họ cũng đã có đăng đàn và họ lý giải, họ cũng công khai luôn cái tài sản backing của họ rồi. Mình nhớ không nhầm thì nó khoảng 21-22% gì đó nó là tiền mặt, và phần còn lại là các cái trái phiếu của chính phủ Mỹ. Về mặt backing á, thì cái này bên phía Circle thì họ bảo là 100% là cash và cash equivalent, tức là những cái dạng chứng chỉ mà nó tương ứng với lại tiền mặt. Mình nghĩ là nó cũng khá là an toàn với cái danh mục bảo chứng này. Thì đó là với USDC. Còn USDT thì thời gian gần đây song song với việc mà market cap của Tether nó bị giảm, thì họ cũng giảm dần cái tỷ trọng commercial paper của họ. Commercial paper là các cái kiểu như các cái giấy tờ nợ mà nó không phải của chính phủ phát hành, mà nó là của các cái doanh nghiệp này nọ, thì cái rủi ro của nó sẽ cao hơn. Và phía Tether thì họ cũng cam kết là sẽ giảm dần cái tỷ trọng này về không từ giờ đến cuối năm. Cái việc mà giảm cái tỷ trọng của commercial paper này á, nó cũng phần nào giúp cho Tether nó giảm thiểu được rủi ro, tại vì bây giờ nó cũng nhiều biến động mà, thì đâu có biết được là bạn cầm cái giấy tờ đó bạn có thể đòi lại được tiền hay không, đúng không? Thì cái việc mà Tether họ giảm thiểu cái tỷ trọng này cũng là một cái thông tin khá là tích cực. Mình nghĩ là các cái bên phát hành stablecoin này họ cũng biết cân đối rủi ro thôi, họ sẵn sàng họ đứng lên họ kiểu combat với lại những cái phút, thì mình nghĩ vẫn sẽ ok nếu như mà giữ cái stablecoin ở trong thị trường này. Quan trọng là mình sẽ allocate cái tỷ trọng nó như thế nào, ví dụ bao nhiêu phần trăm USDC, bao nhiêu phần trăm USDT, hoặc là BUSD gì đó, thì cái đó là tùy thuộc vào cái nghiên cứu của mỗi người và cảm nhận về cái độ rủi ro cũng như là cái lợi ích của cái việc phân bố đó đối với mỗi người, thì góc nhìn cá nhân của mình là mình như vậy. Thực ra thì cái câu chuyện về allocate phần trăm như nào thì chắc là bọn mình sẽ chia sẻ ở phần sau của video, nhưng mà trước đó thì bọn mình sẽ muốn cover qua một số cái câu chuyện. Giống như là nếu mà các bạn theo dõi thị trường gần đây thì cách đây một tuần thì AV đã làm cái stablecoin của họ là GHO. Mình đính chính một xíu, đó là cái này nó mới chỉ là cái đề xuất của bên phía government thôi. Ở thời điểm này thì nó mới chỉ là ở dưới dạng đề xuất thôi. Thực ra thì nói nhỏ cái này với nhau là kiểu gì nó chả thông qua đúng không? Tại vì phiếu governance thì dự án cũng nắm, dự án đề xuất thì dự án nắm hết mà. Ví dụ như AV nhá, hoặc là NIR chẳng hạn, đến NIR cũng muốn là stablecoin của NIR. Thì tại sao trong cái thời điểm này khi mà thanh khoản thấp như vậy thì các dự án lại đều muốn làm cái stablecoin của mình? Chứ không không phải bình thường là người ta sẽ làm một cái sản phẩm mới nào đấy, nhưng mà tại sao lại dùng stablecoin, cái sản phẩm nó rất là basic và nhiều bên đã làm rồi. Cái GHO này á thì nó cái mô hình nó tương tự với lại nó xem, tại vì nó có một vài cái thay đổi khác, thì nó cũng xem với DAI của Maker. Và trên Twitter thì người ta cũng nói rất là nhiều về cái vấn đề này, đó là AV và Compound tốn rất là nhiều thời gian để có thể gọi là đưa ra đến cái quyết định là sẽ làm một cái stablecoin giống như Maker với DAI, trong khi thì MakerDAO thì họ đã làm từ rất lâu rồi, 2-3 năm nay rồi. Cái câu chuyện là tại sao họ lại đi đến cái bước đi là triển khai một cái stablecoin như thế này. Nếu mà đọc cái đề xuất này ở trên cộng đồng của AV á, thì chúng ta thấy là sẽ có một cái phần phí được trích ra và sẽ được đưa vào trong cái treasury DAO của AV. Thì cái phí này nó đến từ đâu? Nó đến từ cái việc mà người dùng mint ra cái stablecoin này, tức là mình thế chấp tài sản vào, sau đó mình mint ra theo cái tỷ lệ. Khi mà chúng ta thực hiện cái thao tác đó thì nó sẽ tốn phí, và theo cái chiều ngược lại thì khi mà chúng ta cầm stablecoin này và đem redeem lại cái tài sản gốc á, tài sản mình thế chấp á, thì nó cũng sẽ tốn thêm một lượng phí. Hiểu nôm na đây sẽ là một cái hoạt động mà nó generate thêm phí và nó thả vào trong cái quỹ DAO của AV. Bên cạnh đó nó cũng tạo ra thêm một cái mình tạm gọi là một cái use case thêm cho cái token STK AV. Thì STK AV nó là một cái giấy chứng nhận
là bạn đã stick AV vào trong cái hợp đồng đó và bạn được quyền biểu quyết. Thì những cái người nào mà nắm giữ cái STK AV này thì hiểu nôm na là một cổ đông. Những cái cổ đông này sẽ có quyền được chi phối những cái metric, những cái chỉ số cũng như là những cái mô hình hoạt động của stablecoin GHO, thì nó sẽ tạo ra thêm một cái use case đi. Tạm gọi là một cái use case cho AV. Cái đó có thể coi là một cái lý giải tại sao mà AV họ chọn cái giải pháp là phát hành stablecoin ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà thật sự để nói thì với tư cách là một người dùng phổ thông nha, thực ra là mình không đào sâu lắm vào cái mảng này, thì những cái công cụ vay của AV hoặc là DAI và Marker á, mình nghĩ nha, chỉ có hai loại người xài nhiều nhất thôi. Một là Decen DeFi, người ta đọc được code, người ta hiểu là chính xác là cái chuyện gì đang xảy ra. Và thứ hai là cá voi vay tiền để đập nhau ở trên đấy. Ví dụ như các bạn thấy cái vụ gần đây nhất là Celsius vay trên AV chẳng hạn. Đúng rồi. Thì với người dùng phổ thông thì những cái việc mà ra mắt stablecoin này có đáng quan tâm không? Nguyên thấy có đáng quan tâm nhiều không? Thực ra mình không, tức là những cái dự án mà ra stablecoin theo kiểu này á, thì nó sẽ không quan trọng lắm về cái mặt sử dụng của cái stablecoin. Đúng như Phong nói thì mình cũng nghĩ là các cái stablecoin này nó là một cái công cụ để đòn bẩy thôi của các cái cá voi. Tuy nhiên là với cái vai trò, với cái góc nhìn của một người mà tham gia DeFi á, thì mọi người có thể theo dõi những cái dự án kiểu như những cái thay đổi kiểu như thế này, bởi vì nó có thể tạo ra được thêm như mình nói hồi nãy, đó là những cái dòng phí thu vào DAO hoặc là những cái use case mới. Cái việc mà hiệu ứng của những cái thay đổi này nó mạnh hay là nhẹ thì bản thân chúng ta có thể theo dõi và tự đưa ra quyết định là liệu nó có tác động tích cực gì đến cái token native của dự án hay không. Có thể đó là một cái hướng đi khác. Đúng như Phong nói là nếu như mà nhìn vào stablecoin thì thực ra mình không nghĩ là sẽ có người bình thường dùng cái stablecoin này nhiều lắm đâu. Yeah, thực ra thì với tư cách người bình thường đúng không? Là thực ra là cầm USDT, USDC hoặc BUSD chẳng hạn đi, đem stake trên sàn. Tức là họ quan tâm nhiều đến cái tính decentralized chẳng hạn. Ví dụ như ví dụ như USDT, USDC thì nó bị phụ thuộc vào cái quản lý của bên truyền thống. Nó đẻ ra những cái stablecoin như DAI với lại có thể là GHO trong tương lai. Thì đây là những cái công cụ mà nhiều khi cái cộng đồng của Ethereum họ thấy là nó hữu ích về mặt decentralized và nó không ràng buộc họ vào bất cứ cái tổ chức hoặc là cái giới chức quản lý nào ở bên truyền thống. Thì mình nghĩ đó cũng là một lý do. Cũng hợp lý. Nhắc đến câu chuyện mà stablecoin centralized, có một cái câu chuyện mà lúc nãy mình với Nguyên có nói với nhau trước khi thu cái podcast này là Nguyên đã bao giờ đọc về cái cơ chế bảo chứng tài sản của BUSD chưa? Đồng stablecoin lần thứ 3 thế giới hiện tại chỉ sau hai ông USDT và USDC thôi, thì nên bảo là hình như chưa, em cũng chưa đọc bao giờ. Đúng nghĩa là stablecoin just CZ luôn, là CZ và Binance là cái đơn vị đứng ra bảo chứng lớn nhất cho BUSD. Và nếu là Nguyên thì Nguyên có đặt niềm tin vào một cái stablecoin như vậy không? Thực ra thì hai cái stablecoin lớn nhất thì như Phong nói đó là USDT và USDC. Thì đáng để theo dõi cái bảo chứng phía sau. Còn BUSD thì đúng nghĩa là mình nghĩ là cái này là góc nhìn chủ quan thôi nha. Tức là nếu mà BUSD mà sập nữa thì nó là một cái phản ứng khá là tiêu cực với thị trường á, tại vì nó gắn với cái brand của Binance, mà Binance thì cái brand nó gần như là too big to fail rồi. Nó tất nhiên là sẽ tốt hơn nếu như mà mọi người có thời gian và tìm đọc thêm về BUSD. Tìm hiểu thêm về những cái tài sản được họ bỏ trong cái backing thì sẽ tốt hơn nếu như mà chúng ta tìm hiểu về cái đó. Thực ra thì mình nghĩ là uy tín của Binance và CZ nó cũng khá là lớn á, nên là cái rủi ro nó cũng phần nào được giảm xuống. Yeah. Công nhận. Nó hơi đi ngược với cái gọi là cái ethos, cái gì cái tinh thần của DeFi lắm, nhưng mà đứng ở khía cạnh của investor thì mọi người cũng có thể consider, đúng không? Tại vì BUSD, nếu mà bạn hold, bạn gửi BUSD trên CX thì tùy theo cái tier, tùy theo những cái cấp độ thì nó cũng có những cái mức lãi nó cũng khá là hấp dẫn, thì mọi người cũng có thể consider. Nhắc đến cái câu chuyện mà lãi khi gửi stablecoin thì theo mình lang thang ở trong các group, các cộng đồng rồi trên Twitter thì phần lớn sentiment, phần lớn cái tâm lý thị trường họ đều cho rằng là thị trường sẽ còn xuống nữa và ưu tiên nắm giữ stablecoin nhiều hơn là altcoin hoặc bitcoin. Vậy thì
trong những cái podcast lần trước bọn mình cũng đã có chia sẻ về những cái cách mà tối ưu lợi nhuận khi nắm giữ stablecoin rồi, nhưng mà không biết là trong thời gian vừa qua thì Nguyên có tìm được thêm cái cách nào mới hoặc là tối ưu những cái chiến lược với stablecoin của mình hay không? Dạo gần đây thì mình thấy là có một vài cái platform họ cho stake cái, tức là stake kiểu single size á, tức là stake một đồng token vào thôi. Cái việc stake này nó tạo ra một cái yield, nhưng mà cái yield này nó sẽ không phải là về, nó sẽ trả bằng cái đồng của dự án, thì nó không phải là bằng stablecoin. Đó thì anh em nào thích phiêu lưu mạo hiểm thì cũng có thể stake cái kiểu này. Đó thì stake vào lấy yield, và yield đó là bằng cái token của dự án. Rồi nếu như cái token nó tăng lên á, về toán học, về mặt toán học thì cái lượng yield mình tạo ra nó sẽ cao hơn. Thì khi mà cái giá của đồng native token này nó giảm á, thì tất nhiên là chúng ta sẽ có một cái mức yield nó thấp hơn bình thường, thì cái đó là cái rủi ro. Còn nếu như mà anh em nào mà nếu mà thích thuần về lãi mà của stablecoin á, thì có thể gửi trên các cái platform về lending. Nhưng mà cái lãi này thì nó thứ nhất là nó biến động, thứ hai là nó cũng khá là thấp. Nó thấp là nó thấp so với mặt bằng chung của tất cả các sản phẩm ở trong crypto nha, chứ nếu mà so với lại những cái thị trường truyền thống thì mình nghĩ là nó vẫn sẽ cao hơn. Bởi vì đơn giản thì cái crypto này dù gì nó cũng sẽ có rủi ro cao hơn những cái lending truyền thống mà, đúng không? Quay trở lại cái câu chuyện mà staking mà nhận được token của dự án, cái này cũng có nhiều rồi, nhưng mà cái câu chuyện thực ra là đâu đấy bọn mình cũng có chia sẻ rồi, là làm sao mà dự án về bản chất nhá, bạn stake tiền của bạn đưa stablecoin cho dự án cầm cái tiền đấy đi kinh doanh, đi làm một cái gì đó xong rồi trả lại cho bạn bằng token của dự án. Thì all in all hình như là 99% các dự án đều không kiểm soát được cái sự lạm phát của token của mình. Và đến một lúc nào đấy thì nó sẽ giảm, và trong cái tình trạng thị trường bây giờ thì người ta cầm được token người ta bán luôn. Thì đó cũng là một cái rủi ro mà mình nghĩ là nên cân nhắc. Còn không thì anh em có thể gửi phân bổ ra, có thể ở trên CX một xíu, thì có thể ở trên lending on chain một xíu. Tại vì đừng nghĩ là on chain thì tiền nó sẽ là của bạn nha. Tại vì on chain thì chúng ta gặp cái case của Solen ha, một cái case mà một con cá voi nó bị kẹt lại ở trên Solen và nó vay gần như là cạn hết USDC ra. Thì nếu như mà bạn nào mà gặp cái trường hợp này á, thì việc bạn dép tiền, bạn supply tiền ở trên lending thì nhiều khả năng bạn vẫn không đủ thanh khoản để bạn rút cái stablecoin của bạn ngược về. Mặc dù nó là decentralized đó, nhưng mà chỉ cần một con cá voi nó bị kẹt lại ở trong đó thì tiền của bạn cũng kẹt theo luôn. Nên là thực ra thì cái như bọn mình đã nói từ lúc đầu á, thì thị trường hiện tại đang gặp cái khủng hoảng về thanh khoản mà. Đúng rồi. Cái việc mà các nền tảng chặn nạp rút của người dùng thì hồi xưa nó nổ to, chứ bây giờ nó giống như là mọi người xem nó chuyện bình thường rồi. Như ông Celsius mới tuyên bố phá sản hồi sáng hôm nay, mới gần đây luôn, thì cũng chặn nạp rút của người dùng cả tháng trời. Người dùng không làm gì được hết và cũng bỏ tay chịu chết. Thì mặc dù nói là DeFi nhưng mà cái người vận hành đằng sau cái nền tảng đấy, người ta vẫn có một cái nút bấm mà người ta có thể kích hoạt bất cứ lúc nào và chặn người dùng rút tiền về. Thì quay trở lại cái câu chuyện vẫn là tìm một cái nền tảng nó đủ uy tín. Và nhưng mà nói như thế nào là đủ uy tín thì nó cũng khó. Tại vì ví dụ như Celsius chẳng hạn đi, asset under management của Celsius từng có lúc khoảng độ 15-20 tỷ đô. Thì nếu mà như vậy không lớn thì mình không biết như nào là lớn. Thì đúng là rủi ro, đúng là rủi ro, đúng không? Với cái vị thế là retail investor thì mình nghĩ là nên phân bổ rủi ro ra ở rất nhiều nền tảng và đa dạng, không những là từ CX sang lending mà còn phải đa dạng theo kiểu chain nữa. Tại vì chain bây giờ thì nó cũng sập lên sập xuống, ví dụ như Celo thì sáng nay nó cũng mới sập rồi, Solana kiểu như cái đợt Solen thì nó cũng bị cạn thanh khoản đó. Thì sẽ tốt hơn nếu như mà chúng ta phân bổ nó ra nhiều chain khác nhau, và phân bổ không những là về nền tảng, phân bổ đa dạng theo chain mà còn là phân bổ theo cái đồng stablecoin nữa. Đừng quá all in một đồng. Tại vì hồi xưa thì mình cũng nghĩ là cách đây khoảng bao nhiêu tập nhỉ, có khoảng 10-15 tập gì đó, thì Phong có hỏi thì mình bảo là cái thời gian đó mình allocate hoàn toàn cho USDC, nhưng mà thời gian gần đây thì mình nghĩ là nên
chuyển dần ra, đa dạng ra nhiều loại stablecoin hơn thì nó sẽ tốt hơn, nó giảm thiểu. Tại vì cái thị trường hiện tại không biết ngày mai nó sẽ như thế nào á, mình cũng không đoán được là ngày mai nó sẽ có cái quả bom gì xảy ra, thì tốt nhất là nên diversify theo kiểu đó thôi. Chứ với lại nó cũng an toàn hơn, tại vì như mình có đề cập ban đầu đó là nó 100% bằng cash và cash equivalent mà. Cái việc bảo chứng của nó sẽ an toàn hơn Tether. Rồi Tether thì nó có một vài cái giấy nợ nó không đảm bảo lắm, thì tất nhiên là USDC nó an toàn hơn, nhưng mà bù lại thì USDC nó sẽ có một cái mức lãi nó không cao được bằng như USDT. USDT họ có nhiều cái giấy tờ nó rủi ro hơn, thì tất nhiên cái lãi về nó sẽ phải cao hơn. Yeah, cái đó nó tùy thuộc vào nhưng mà nói hồi nãy thì nó tùy thuộc vào cái research của mỗi người và cái cảm nhận về rủi ro. Thực sự là mình dùng từ cảm nhận về rủi ro luôn, tại vì khi mà bạn đọc về từng cái đồng đó thì bạn mới, mỗi cá nhân sẽ có một cái gọi là một cái nhận định riêng về cái mức độ rủi ro của nó, chứ mình không thể nào mà mình áp đặt cái góc nhìn đó lên mỗi người được. Nên là cái tỷ trọng phân bổ thì nó tùy thuộc vào cái mức độ rủi ro mà mỗi cá nhân nhận định, và chốt lại thì nên phân bổ ra chứ đừng all in vào một đồng hoặc là một chain hoặc là một cái platform cụ thể. Dạ, thực ra là không phải là bọn mình rén, mà đến cả nếu mà các bạn đọc về những cái dự án gần đây á, mà kiểu lending hay là stablecoin các thứ á, thì sẽ có một cái từ mà được cái dự án dùng để thu hút niềm tin của người dùng, đó là over collateral, đúng không? Nôm na là giờ bọn tao có nhiều tài sản để đảm bảo hơn cái tài sản mà đưa cho người dùng. Nhưng mà quan trọng là trong cái rổ tài sản đấy có những cái gì. Ví dụ như là ông John, đúng không? John bảo là bọn tao over collateral gấp 3 lần, nhưng mà 90% là TRX. Đúng rồi. Thì khi mà TRX mà chia 3 thì nó cũng không còn over collateral nhiều lắm. Và chưa kể cả DAI trong quá khứ thì cũng gặp vấn đề này, tức là khi mà cái thị trường nó đâm quá nhanh mà cái blockchain nó không kịp để xử lý cái khoản nợ thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là nợ xấu, tức là hiểu nôm na là cái tài sản thế chấp nó giảm quá nhanh, nó giảm nhanh hơn cái tốc độ để người ta cầm stablecoin người ta trả nợ lại để cân bằng cái cán cân đó. Khi cái hiện tượng này xảy ra thì nó dẫn đến cái việc là nợ xấu là như vậy. Nó xảy ra cái việc là có một lượng stablecoin tồn tại ngoài thị trường mà không được bảo chứng đầy đủ bằng tài sản, kiểu như black swan á, kiểu thiên nga đen kiểu như vậy, thì cũng không đoán trước được điều gì. Như mình nói hồi nãy thì nên diversify ra, và diversify thì nên nghiên cứu chứ đừng diversify vô nhiều đồng nó thấy lãi nó cao giống USD thì cũng hơi toan. Còn giống như là BUSD thì đừng quá tin CZ hay là Binance gì đó, cũng nên nghiên cứu một xíu, nên đọc một xíu coi là tình hình nó được bảo chứng bằng cái gì, nó hợp tác với ai, thì cái đó cũng nên đọc. Khi mà mình diversify nó vừa giảm thiểu rủi ro mà nó vừa gọi là cái đồng mình vừa diversify ra thì nó cũng an toàn nữa, thì nó là một cái nó là hai cái lớp bảo vệ, thì mình nghĩ nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Và nhớ là diversify thì trên nhiều nền tảng nhá, trên sàn sách rồi trên deck rồi trên ví của mình nữa, chứ các bạn mà diversify thành 3-4 đồng stablecoin nhưng để hết trên Binance thì nó cũng vậy. Thì nói chung là nó là một cái cách để mình ứng phó với tình hình biến đổi hiện tại thôi. Thì hy vọng là chúng ta sẽ tồn tại qua được cái giai đoạn mà thị trường nó biến động hiện tại, và sẽ còn gặp lại nhau trong những tập DeFi discussion sắp tới. chứ mà nếu mà toan vì own in một đồng stablecoin thì nó lại kỳ quá. Yeah. Ok, vậy thì mình hy vọng là trong cái podcast này các bạn đã có thêm một chút update cũng như là góc nhìn mới về thị trường, cũng như là có những cái keyword từ phía bọn mình, và hãy luôn luôn nốt một cái điều là đây là quan điểm của cá nhân bọn mình từ cái research của cá nhân, và các bạn cho dù làm cái gì thì cũng hãy cố gắng research và đưa nhận định của riêng mình. Và chắc là mình sẽ để nguyên. Chào tạm biệt các bạn. Ok, chắc là một lời chào quen thuộc thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều đã dành thời gian và nghe bọn mình đến hết tập podcast sau này, đến đoạn cuối này luôn. Thì không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa, và hy vọng là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.